Các bạn thấy ăn rất là đều ha, con nào cũng biết ăn hết rồi các bạn ơi. Chuyển qua tắm nước cũng dễ các bạn. Từ tắm khô thì mình sẽ ngâm cái mình đổ vô chung cho nó ăn các bạn. Hôm trước thì mình cho nó ăn tắm khô rồi, nó ăn cứng rồi, hôm nay mình xay qua mình chuyển qua cho nó ăn tắm nước.